Xin chào các bạn. Thể theo nguyện vọng của một số bạn thì thầy giáo sẽ làm thêm cho các bạn một cái video nữa về cái vẽ lại mạch điện tương đương. Và trong cái video này thì thầy giáo sẽ lấy luôn các cái ví dụ là các cái đề bài ở trong các cái kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh để các bạn có thể là hình dung ra được luôn. Đối với những cái dạng bài tập nó như thế thì chúng ta sẽ phải vẽ như thế nào. Thế ở đây đầu tiên thì thầy giáo muốn nhắc lại lý thuyết cho các bạn. Thì đối với phần lý thuyết này thì thầy giáo đã nhắc lại ở những cái ở cái video trước rồi, thì thầy giáo không nhắc sâu nữa. Ở đây thầy giáo chỉ nói qua, đó là thầy giáo sẽ cung cấp cho các bạn là bốn cái công thức tính điện trở tương đương đối với từng cái nội dung. Ví dụ như là mạch mắc nối tiếp thì nếu gọi R là điện trở tương đương của cái mạch mắc nối tiếp của N điện trở với nhau thì ta sẽ có cái công thức tính điện trở tương đương của cái mạch nối tiếp đó sẽ là bằng R1 cộng R2 cộng vân vân và cộng đến RN. Thế còn đối với lại cái mạch song song chỉ gồm có hai điện trở song song với nhau thôi thì ta sẽ áp dụng công thức đó là nếu mà gọi R là điện trở tương đương của cái mạch đó thì ta có là 1 trên R sẽ bằng 1 trên R1 cộng với 1 trên R2. Và sau khi chúng ta biến đổi ra thì chúng ta sẽ rút được cái điện trở tương đương sẽ bằng là R1 nhân R2 trên R1 cộng R2. Đấy. Một cái công thức nữa đó là đối với mạch mắc song song gồm N điện trở khác nhau thì nếu gọi R là điện trở tương đương của cái mạch đó thì ta sẽ có là 1 trên R sẽ bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2 và cộng vân vân cộng 1 trên RN. Được chưa? Và ứng với từng bài tập thì xem chúng nó có bao nhiêu điện trở thì chúng ta sẽ rút được cái R tương đương này ra. Đấy. Cái cuối cùng đó là mạch song song nhưng mà lại gồm N điện trở giống nhau. Đấy. Tức là các điện trở có cái giá trị bằng nhau và song song với nhau. Thì nếu ta gọi R là điện trở tương đương của cái mạch đó thì ta sẽ rút được là R sẽ bằng R0 chia cho N, tức là bằng giá trị của điện trở chia cho tổng số các điện trở. Được chưa? Đấy là bốn cái công thức mà các bạn cần phải nhớ. Nhắc lại một số những cái ý trong các cái bước vẽ lại sơ đồ. Các bước vẽ lại sơ đồ. Đấy. Thì ở đây thầy giáo đã xây dựng ở cái video trước thì thầy giáo đã xây dựng có 5 bước. Có 5 bước. Thì thực ra ấy, thì để vẽ được cái mạch điện tương đương thì với mỗi một giáo viên hoặc với mỗi một học sinh chúng ta học các cái chuyên đề rồi là các cái kiến thức của các thầy cô thông qua các cái kinh nghiệm giảng dạy thì mỗi người sẽ có một cái cách vẽ khác nhau. Nhưng tựu chung lại thì nó vẫn phải theo một cái quy luật. Đấy ạ. Thì ở đây thầy giáo xây dựng cho các bạn đối với các cái bạn mới biết hoặc là mới học thì chúng ta nên làm theo 5 cái bước này để cho nó dễ. Thế còn sau khi chúng ta đã thành thạo rồi thì chúng ta sẽ có thể là rút gọn các cái bước này hoặc là chúng ta chỉ cần nhìn nhanh là chúng ta có thể biết được cách vẽ đối với một cái bài tập điện nào đó. Đấy. Thế thì đối với 5 bước này thì bước đầu tiên là các bạn phải đặt tên các cái điểm giữa hai đầu của mỗi điện trở mạch điện này, rồi xác định các điểm có cùng điện thế, rồi là xác định điểm đầu và điểm cuối vân vân. Đấy, rồi liệt kê các cái này thì thầy giáo đã nói rất rõ rồi. Đấy thì thầy giáo không nói nữa. Và bây giờ thầy giáo để lại để cho các bạn có thể là pause lại, tạm dừng lại để các bạn có thể nhìn lại. Nếu bạn nào mà mới xem được video này, các bạn có thể ghi lại cái phần này. Đấy chứ? Hoặc là xem lại cái video trước của thầy về cái phần hướng dẫn vẽ mạch tương đương để xem cái phần phân tích các cái bước này. Đấy chứ? Thì bây giờ thầy giáo sẽ vận dụng cho các bạn một số những cái bài tập và những cái bài tập đề bài tập này là thầy giáo trích xuất ở các cái bộ đề cấp huyện, cấp tỉnh, người chuyên. Đấy. Và thầy giáo sắp xếp cho nó từ cái đơn giản đến phức tạp để thầy giáo chia sẻ với các bạn trong các cái phần vẽ mạch điện.
Cái bài đầu tiên mà thầy giáo muốn chia sẻ với các bạn đó là cái bài tập 1. Thì ở đây cái bài tập này thì người ta yêu cầu chúng ta là thứ nhất là vẽ lại mạch điện và thứ hai là chúng ta sẽ tính điện trở tương đương. Đấy. Vẽ lại sơ đồ mạch điện và tính điện trở tương đương. Thì với cái bài tập này thì nhìn vào đầu bài thì người ta đã cho chúng ta hiệu điện thế hai đầu rồi này, giá trị của các điện trở. Đấy, biến trở là x người ta cũng cho rồi. Như vậy là bốn điện trở người ta đã đều cho cái giá trị của nó và cho hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện. Như vậy để tính được mạch điện tương đương thì chúng ta chỉ cần vẽ lại sơ đồ mạch điện và chúng ta sẽ tính được cái điện trở tương đương ngay. Đấy chứ ạ. Thế thì quan trọng là nhìn vào cái mạch điện này chúng ta phải xác định xem là nó có cái điều gì đặc biệt để chúng ta có thể áp dụng các cái quy luật. Đấy chứ ạ. Thì ở đây nếu các bạn nhìn để ý thì giữa hai cái đầu M và N này nó có một cái vôn kế. Và cái vôn kế này thì người ta lại nói rằng là điện trở vôn kế vô cùng lớn. Đây là một cái dữ kiện quan trọng. Đấy chưa? Bởi vì là chúng ta có một quy luật, nếu mà điện trở vôn kế vô cùng lớn thì khi vẽ lại sơ đồ mạch điện thì chúng ta sẽ bỏ cái vôn kế đó đi. Đấy chưa? Như vậy khi bỏ cái vôn kế đó đi rồi thì chúng ta sẽ chỉ còn là, đây là cực dương này, cực âm này. Bỏ đi tức là chúng ta cắt luôn cái điểm từ cái điểm M đến cái điểm N, chúng ta bỏ cầm đi. Như vậy là chúng ta chỉ còn trên là R1, được chưa? Xong đấy là điểm M này, xong đấy là R R2. Dưới là R R3 đến cái điểm N này, rồi đến R Rx, được chưa? Đấy. Như vậy là chúng ta bỏ cái này đi. Như vậy đến đây thì chúng ta nhìn mạch điện, ta chỉ cần thấy, còn thấy là cái mạch điện này sẽ gồm là R1 nối tiếp R2, rồi song song với R3 nối tiếp với R Rx, được chưa? Như vậy ta suy ra được là cái mạch của nó sẽ là R1 nối tiếp với R2, rồi tất cả sẽ song song với R3 nối tiếp với Rx. Được chưa? Đấy. Thì đến đây rồi thì để tính được cái điện trở tương đương thì các bạn phải tính được cái R12 này, tính được cái R3 Rx. Đấy. Thầy giáo có thể đặt là đây là R4 đi cho nó dễ. Đấy, chúng ta đặt Rx bằng R4. Đấy. Thì bây giờ muốn tính được điện trở tương đương thì ta phải tính được R12 bằng bao nhiêu này. Đấy. Rồi tính được R34 bằng bao nhiêu này. Được chưa? Rồi mà ta thấy là R12 nó lại song song với R34, như vậy ta sẽ suy ra được R tương đương sẽ là bằng R12 nhân với R34 trên R12 cộng R34. Thế mà R12 này thì chính là bằng R1 cộng R2, bởi vì là R1 nó song là nối tiếp với R2. Tương tự R34 sẽ bằng R3 cộng R4. Thì cái này nó rất là đơn giản thôi. Thì đây là một cái bài tập vẽ mạch rất là đơn giản, bởi vì cái quy luật của nó rất rất là dễ. Đấy chứ ạ. Thì thầy giáo muốn chia sẻ với các bạn cái bài này để các bạn có thể bước đầu chúng ta hình dung ra được các cái quy luật đơn giản. Đấy. Đây là đối với mạch nó có cái vôn kế ở đây. Thế còn nếu mà thay vôn kế bằng ampe kế như thế nào thì chúng ta sẽ sang cái bài tập thứ hai. Đấy chứ ạ. Có khả năng là thầy giáo sẽ viết bằng cái bút xanh thì các bạn có thể dễ nhìn hơn đấy. Đây, đây là cái bài tập số 2. Nó cũng tương tự như bài tập trước, nhưng mà cái vị trí ở chỗ này nó lại là cái ampe kế. Đấy chưa? Thì bây giờ thầy giáo sẽ đặt
Đây là các cái điểm để chúng ta có thể, đây chỗ này nó là cái điểm C này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại mạch mạch điện. Thì chúng ta nhớ là khi mà mạch mà có một cái ampe kế thì chúng ta sẽ chập hai cái đầu ampe kế đó lại, được chưa? Thế còn mạch mà có vôn kế như cái bài tập 1 thì chúng ta sẽ bỏ cái vôn kế đó đi. Nhưng ở đây ampe kế ta phải chập vào, tức là điểm C sẽ phải chập vào với điểm D, được chưa? Hay nói khác là điểm C phải trùng với điểm D. Đấy. Thì đây ta có là điểm A này. Và cực dương, chỗ này là cực dương dễ âm. Đấy. Sau đó là đến điểm C trùng với điểm D. Rồi đến điểm điểm B là cực cực âm. Chúng ta nhớ là các cái điểm này chúng ta nên để theo một cái đường đường thẳng. Được chưa? Đấy. À, thế bây giờ chúng ta sẽ đấu nối các cái điện trở ở giữa các điểm theo cái sơ đồ gốc này thôi. Ví dụ từ A đến C là R R1, được chưa? Chúng ta vẽ nháp như thế. Từ A đến D là có R3, và đây, đây cũng là điểm D và đây cũng là điểm C luôn. Đấy. R3. Được chưa? Đấy, ta đấu nháp vào như thế. Tiếp tục, từ C đến B là có R2. Và từ D đến B là có R4. Đấy. Thì khi ta nhìn nhanh rồi thì ta thấy là cái mạch này sau khi vẽ lại thì nó sẽ có cái sơ đồ của nó khi vẽ lại sẽ là R1 song song với R2, tất cả nối tiếp với R2 song song với R4. R1 song song với R3, tất cả nối tiếp với R2 song song với R4. Vẽ đẹp lại thì nó sẽ là như thế này. Đây, điểm A này. Đây, R1 này. R3 này. Đấy, chỗ này ta để cái điểm gọi là điểm C trùng với điểm điểm D, được chưa? Đấy, đây là R2 này. R4 này. Đấy. Đây là điểm B. Được chưa? Và cái sơ đồ mạch của nó sẽ là R1 song song với R3, tất cả nối tiếp với lại R2 song song với R4. Được chưa? Như vậy là để tìm được cái R tương đương của cái bài này, để tìm được cái R tương đương của cái bài này thì ta sẽ có là R tương đương sẽ bằng là R13 cộng với R224, đấy chưa? Bởi vì là hai cái cụm to này nó nối tiếp với nhau này. Đấy, thế bây giờ muốn tìm được R13 thì ta lại phải xét R1 song song với R3. Đấy, R24 thì là R2 song song với R4, thì chúng ta đã có công thức rồi. Đấy chưa? Đấy thì các bạn thay vào là ra thôi. Thì đây là một cái bài tập rất là cơ bản dành cho các bạn là mới mới tìm hiểu về cái phần vẽ mạch. Thế còn những bạn mà đã chắc rồi thì những bài này thì nó là đương nhiên phải làm được. Đấy chưa? Bài này thầy giáo muốn chia sẻ để các bạn hiểu cái bản chất. Ở đây nó có cái ampe kế đằng giữa này thôi. Được chưa? Chúng ta sang một cái bài tiếp theo. Bài tập số 3. Thì cái bài tập số 3 này thì các bạn để ý cho thầy giáo nhé. Đấy, nó có hai trường hợp là K đóng và K mở. Vậy thì K đóng thì chúng ta K mở ta sẽ vẽ như thế nào và K đóng ta sẽ vẽ như thế nào? Thì ở đây thì người ta đã cho chúng ta tất cả các giá trị của các điện trở rồi. Như vậy chúng ta chỉ cần vẽ lại mạch thì chúng ta sẽ vẽ được chúng ta sẽ tính được cái điện trở tương đương này. Được chưa? Đấy. Thì ở đây thì thầy giáo sẽ gợi ý cho các bạn đó là trong trường hợp KM. KM thực ra chúng ta chỉ cần bỏ cái dây này đi thôi, nó chẳng dùng được. Được chưa? Nó chẳng dùng được. Đấy, thế còn như trong hình vẽ là chúng ta lấy bút xóa, chúng ta xóa, chúng ta tẩy này thì nó còn nguyên như này. Đấy, chúng ta chỉ bỏ mỗi cái dây ở có cái khóa K này thôi. Được chưa? Như vậy trong trường hợp KM
KM ta sẽ có sơ đồ mạch điện là R1 nối tiếp R3. Đấy. Sau đó là song song với lại R2, đấy chưa? Đấy là nó là trong cái cụm to này. Đấy, sau đó cả cái cụm to này nó mới nối tiếp R4, được chưa? Đấy, sau đó là cả cái cụm to này. Đây, tức là cái đoạn AD này nó nối tiếp với R4. Đấy chưa? Thì đến đây muốn tính được điện trở tương đương thì chúng ta chỉ cần là tính được R13 bằng bao nhiêu này. Sau đó chúng ta tính được R123. Sau đó chúng ta cộng với R4 là thành R1234, chính là R tương đương. Được chưa? Đấy. Chính là R tương đương. Bây giờ chúng ta quan tâm đến cái trường hợp K đóng này. K đóng chúng ta là đóng cái này vào. Được chưa? Như vậy là trong trường hợp K đóng là cái điểm C này chúng ta phải hình dung là nó sẽ phải chập với lại cái điểm điểm B. Đấy chưa? À, vậy thì chúng ta sẽ để vẽ được chúng ta sẽ liệt kê các cái điểm ra. Đầu tiên là cực dương là điểm điểm A. Sau đó đến điểm C với điểm B. Đấy chưa? Như vậy là điểm cuối là điểm B là cực âm. Đấy thì nó sẽ trùng với điểm điểm C đây rồi. Đấy. Tiếp tục ở giữa nó có cái điểm điểm D nữa. Bây giờ ta chỉ cần đấu các điểm vào nha. Từ A đến C có cái điện trở R1. Đây C đây. Đấy chưa? R1 này. Từ A đến điểm D có cái R2. R3 là từ điểm C đến điểm điểm D, đây là R3 đây. Được chưa? R4 là từ điểm điểm D tới điểm điểm B. Đây, R4 đây. Đấy. Thế thì nhìn vào đây thì chúng ta có thể nhận xét được rằng là ta có đầu tiên là cái R2 này nối tiếp với cái R3 song song với R4, rồi tất cả cái bên trên này sẽ song song với cái R1. Như vậy ở đây ta có thể suy ra vẽ đẹp ra. Thôi như này cũng là đẹp nên thầy giáo vẽ lại cho đẹp này. Đấy, sẽ là điểm A này. R2 được chưa? Đến điểm D này. Đây là R4 này. Đây là R3 này. Đấy. Đây là điểm B này. Chung với điểm C này, được chưa? Đây là cái R. Đấy. Vẽ lại cái này thì ta thấy là cái sơ đồ của nó sẽ là R1 này song song với cả cái cụm to là gồm R2 nối tiếp với lại R3 song song với R4. Được chưa? Đây, chỉnh cái này thành ngoặc vuông cho nó dễ phân biệt. Đấy. Thì đến đây rồi muốn tính được điện trở tương đương chúng ta tính từ trong ra ngoài. Đầu tiên ta tính cái R34 thêm bằng bao nhiêu. Sau đó ta tính lại R234 bằng bao nhiêu. Và sau đó ta sẽ tính được R1234 bằng bao nhiêu. Thì đây chính là R tương đương đấy. Đấy chưa? Đấy là cái bài tập số 3. Đấy, chủ yếu là thầy giáo hướng dẫn các bạn vẽ mạch thôi. Sau khi các bạn hiểu được cách vẽ mạch và vẽ được cái mạch rồi thì chúng ta nhìn vào cái mạch này chúng ta sẽ tính được R tương đương. Bởi vì người ta đã cho chúng ta hết các số liệu của các điện trở rồi, rất đơn giản. Đấy chưa? Chúng ta sang một bài tiếp theo.
Bài tập số 4. Thế thì đối với bài tập này thì người ta cũng cho chúng ta giá trị các điện trở, chúng ta chỉ cần vẽ mạch thôi, được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tên các điểm đi cho nó đẹp, được chưa? Thầy giáo sẽ đặt đây là A này, đây là B này. Đây là C, đây là D này. Đấy. Những cái điểm giao nhau chúng ta đặt. Đấy. Thế cái điểm này người ta không cần đặt bởi vì đây nó đấu ra B rồi. Được chưa? Bây giờ người ta sẽ vẽ nháp rồi. Đầu tiên ta sẽ là điểm A này. Điểm cuối là điểm B này. Là điểm cực âm. Bây giờ ta sẽ vẽ các cái điểm ở trong giữa thôi. Đây là điểm C này. Đây điểm D này. Ở đây ta thấy có vôn kế. Như vậy là chúng ta phải cắt cái đoạn từ đây đến đây đi rồi. Được chưa? Nếu mà chúng ta nhìn nhanh thì chúng ta sẽ thấy là cái này từ A đi đến R1 rồi đến C. Cái này là từ A đi đến R3 rồi đến R4 rồi đến C. Được chưa? Như vậy ta sẽ có R1 song song với cụm R3 nối tiếp R4 rồi tất cả nối tiếp R2. Đấy. Bây giờ ta cứ vẽ lần lượt như này, ta sẽ nhìn ra R1 là từ A đến đến C. Đây là R1. Từ A đến điểm D là có R3. Đấy, ta đấu nháp như thế. Từ D đến điểm C là có R4, được chưa? Đấy. Tiếp tục. Từ C đến điểm B là có R2. Đấy. Đấy như vậy bây giờ ta kéo cái mạch này lại. Được chưa? Ta kéo cái này cho thẳng ra thì có phải là ta kéo cái này cho thẳng ra thì sẽ là A này. Ta kéo cái này cho thẳng ra bên này thì ta có là A này, cực dương này. Rồi là đến đây là có cái gì? Đầu tiên là có R1 này. Được chưa? Đấy. Sau đó đến điểm điểm C này. Đấy. Từ A đến điểm C thì có R3 đến D đến R4 không nối tiếp với điểm C. Như vậy là từ đây ta có R3 nối tiếp với R4. Được chưa? Đấy. Sau đó đến đây là từ C đến điểm B là có R2. Là cực âm. Được chưa? Bởi vì cái đoạn này ta cắt đi rồi mà. Cái đoạn này ta cắt đi. Nó có cái vôn kế nên ta cắt đi. Mà cái vôn kế, bởi vì sao cắt được cái vôn kế? Bởi vì đầu bài cho là vôn kế có điện trở vô cùng lớn thì ta sẽ cắt nó đi được. Hay nói khác ta bỏ nó đi. Được chưa? Đấy, như vậy. Đến đây thì cái sơ đồ mạch điện sẽ được thu gọn lại, đó là R1 song song với này R3 nối tiếp với R4. Đấy, song song với cụm này. Sau đó tất cả cái cụm to này nối tiếp với R2. Được chưa? Thế thì để tìm được điện trở tương đương thì ta cũng tìm từ từ trong ra, đó là R34 trước, sau đó là R134 và cuối cùng là R1234, chính là R tương tương đương. Được chưa? Đấy là bài tập số 4. Chúng ta sang cái bài tập số 5. Bài tập số 5 của chúng ta thì ở đây có 3 điện trở. Có khóa K, K mở, K đóng. Thì cái này rất đơn giản thôi. Thì nếu mà K mở K mở K mở thì chúng ta sẽ nói chung là từ cái đoạn này đổ đi đến A2 này là mất tác dụng. Như vậy chỉ còn mỗi R1 R1 đi đến đây xong rồi vòng đến đây đến R2 rồi lại vòng đến đây là xong. Như vậy là R tương đương của chúng ta sẽ chỉ còn là R1 này, sau đó là nối tiếp với R2 thôi. Được chưa? Thế còn trong trường hợp mà K đóng
K đóng thì người ta đấu cái này lại. Được chưa? Như vậy đến đây thì dòng điện chạy từ A đến R1 đến A kế rồi nó sẽ chia ra thành hai hướng. Được chưa? Chia thành hai hướng. Được chưa? Như vậy đến đây thì ta sẽ có là A này, xong đến R1 này. Xong đến đây thì nó sẽ chia thành hai hướng, được chưa? Một hướng là R3, còn một hướng là R2. Đấy. Sau đó đến cái chỗ điểm này nó hợp lại thì nó đi ra ra điểm B. Thì sơ đồ ở đây lúc này ta sẽ có là R1 sẽ nối tiếp với cái cụm này. Tức là nối tiếp với R2 song song với R3. Thì đến đây thì chúng ta tự tìm điện trở tương đương nhé. Đấy, đầu tiên tính R23 này, sau đó tính R123 thì sẽ là R tương đương nhé. Đấy là cái bài tập số 5. Chúng ta sang một cái bài tập tiếp theo là bài tập số 6. Bài tập số 6 thì người ta cho một cái sơ đồ như thế này. Ở đây thì người ta chỉ yêu cầu chúng ta tính cái điện trở tương đương và vẽ mạch điện trong trường hợp KM. Được chưa? Như vậy, KM thì đơn giản thôi, chúng ta hình dung ta cầm cái này này, chúng ta kéo ra đằng này. Cầm cái này chúng ta kéo ra đằng này. Đấy. Thì chúng ta sẽ được vẽ lại cái mạch điện đó là A này. Tầm kéo đây là A ra thẳng ra nhá. Thì đến đây là chỉ còn R5 này. Đấy. Đấy. Đến đây rồi thì nó sẽ chia ra. Đấy. Chạy như thế này, nó sẽ chia ra đây, tức là sẽ chia ra đây này. Và chia ra đây, dòng điện chạy từ A này. Đây là điểm A đây, cực dương. Đấy. Chia ra một cái là ra R1. Đấy. Một cái ra ampe kế này. Vẽ lại cái ampe kế cho ta dễ hình dung. Rồi, chạy ra R2. Đấy chưa? Khóa K này bây giờ nó mở thì nó bỏ đi, mất tác dụng. Đấy chưa? Cái R1 này tiếp tục đến cái điểm giao nhau chỗ này thì tiếp tục chạy sang cái R3. Được chưa? Thế còn cái R2 này chạy ở đây tiếp tục rồi là chạy đấy ra cái R4. Được chưa? Sau đó R3 R4 hợp lại thành điểm điểm B. Đấy. Như vậy cái bài này chúng ta không cần phải sử dụng các cái quy tắc gì cả, mà chúng ta chỉ cần kéo hai cái đầu ra ta dễ hiểu. Chứ chúng ta để hai cái đầu người ta vẽ này chúng ta nhìn nó hơi bị rối mắt. Nhưng ta cầm ta kéo ra như thế này, kéo thẳng ra như này thì ta nhìn dễ hiểu. Thì ở đây cái sơ đồ mình thu gọn lại sẽ được là R5 này sẽ nối tiếp với lại cả cái cụm to. Mà cụm to thì gồm là R1 nối tiếp R3. Đấy. Rồi là song song với R2 nối tiếp với R4. Đấy, hai cụm này nó song song với nhau. Cả cụm to này sẽ nối tiếp với R5. Thế được để tìm được cái điện trở tương đương của cái này, ta cũng tính từng cái nhỏ này một. Đấy chưa? Và sau đó chúng ta đi tính cái lớn thì sẽ ra được điện trở tương đương. Nhá. Bài tập 7. Bài tập 7 các bạn là xem cái đầu bài. Bài tập 7 này thì cái hình vẽ cũng có vẻ là tương đối là rối, nhưng mà nếu mà chúng ta nắm được quy luật thì nó cũng đơn giản thôi. Bây giờ thì chúng ta xem các cái điểm này. Đây là hai cái cực dương và cực âm của cái mạch điện. Như vậy đây chúng ta nên đặt một cái điểm thành phần nữa. A, B, C, D là đây. Thầy đã đặt là E. Được chưa? Chỗ này không cần đặt, về chỗ này là điểm C rồi. Chỗ này là điểm A, điểm A, điểm A, điểm A rồi. Được chưa? Đấy, điện trở vôn kế rất lớn này. Đấy, ampe kế không đáng kể này. Như vậy là khi vẽ chúng ta phải cái từ A này đến từ C là cắt cái vôn kế đi, cầm bỏ ra ngoài.
cái hai đầu áp vectơ kế là như vậy, điểm C và điểm E sẽ phải chập vào với nhau, được chưa? Đấy, chúng ta hình dung như thế. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái điểm đầu và điểm cuối của mạch điện á. Đây, cực dương là điểm điểm B, điểm cuối của mạch điện là cực âm là điểm C. Đấy. Rồi bây giờ ta mới điền các cái điểm thành phần vào bên trong. Đây, như vậy thầy giáo có thể điền là đây là điểm D. Mà điểm D thì nó sẽ phải trùng với điểm điểm E. Sau đó đến điểm điểm A. Hoặc là các bạn thích để điểm A trên này cũng được và điểm D trùng với điểm E trên này cũng được, không vấn đề gì cả. Tí chúng ta vẫn ra hết, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta để ý là từ điểm B đến điểm D. Đây, từ điểm B đến điểm D là có cái R5 này. Được chưa? Từ điểm D đến điểm A là có cái R4 này. Đấy, chúng ta cứ đấu hết nó vào. Rồi là từ điểm A đến điểm E là có cái R1. Như vậy là A đến E là còn cái R1 nữa. Đó, như vậy ta có R1 song song với R4 này nhá. Từ điểm A đến điểm C này có cái R2. Như vậy từ điểm A đến điểm C có cái R2 này. R1, 2, 4, 5 còn thiếu cái R3 nữa đúng không? R3 là từ điểm E đến điểm điểm C. Đấy. Đây là R3. Được chưa? Đủ chưa các bạn? R1, R2, R3, R4, R5. Được chưa? Như vậy là ở đây thì ta sẽ vẽ lại cho nó đẹp để chúng ta dễ nhìn này. Đấy. R5 này, được chưa? Sau đó đến đây, bỏ cái này ra. Chỗ này là cái R3 này. Chỗ này là điểm C nhá. Cực âm này. Điểm C. Tiếp dưới này là gồm R1, trên là R4 này, dưới là R1 này. Đấy, sau đó đến R2 này. Được chưa? Đấy. Thế chỗ này nó là cái điểm A này. Đấy. Còn chỗ này nó là cái điểm à, điểm 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 D trùng với điểm E này. Được chưa? Đấy. Thì nhìn như thế này nó sẽ dễ hơn ở trên này, nhưng mà trên này chúng ta vẽ nháp, được chưa? Chúng ta cứ đấu theo đúng quy luật, được chưa? Và sau đó chúng ta vẽ lại cho nó đẹp thôi. Thế nhìn vào cái sơ đồ này chúng ta có thể viết lại được. Đó là đầu tiên ta có là R1 cả cái cụm dưới này này, song song với cái R3. Rồi tất cả cái cụm to này lại nối tiếp với cái R5. Được chưa? Thì đầu tiên ta có là R2, đầu tiên ta có R1, ta viết từ nhỏ ra lớn đi, R1 song song với R4, được chưa? Sau đó nối tiếp với lại R2, đóng ngoặc vuông vào. Sau đó tất cả là song song với R3, được chưa? Đóng ngoặc móc vào. Sau đó cả cái này sẽ là nối tiếp với này R5. Đấy, chúng ta viết như thế cho dễ hiểu. Thế để tính được mạch điện tương đương thì chúng ta cũng tính lần lượt ra là R14 này, R1 2 3 1 R1 2 4 này, sau đó R1 2 3 4 này và cuối cùng là R1 2 3 4 5 thì sẽ là R tương đương nhá. Đấy. Đấy là cái bài tập 7. Rồi chúng ta sang một cái bài tập cuối cùng. Ta sang cái bài tập cuối cùng là cái bài tập 8. À, cái bài tập 8 này thì thầy giáo muốn đưa vào đây để chia sẻ với các bạn, bởi vì là
để cho các bạn có kinh nghiệm để nhìn hình. Bởi vì nếu bài tập 8 này mà chúng ta nhìn nó kỹ thì nó rất là đơn giản. Đấy, nhìn kỹ nó rất là đơn giản. Các bạn thử nhìn xem là nó đơn giản như thế nào, bởi vì là nếu chúng ta cầm cái cực dương này, chúng ta kéo ngược cho nó thẳng ra đằng này. Đấy. Cầm cái cực âm này chúng ta kéo thẳng ra đằng này thì nó sẽ được cái mạch điện lại như cũ như này nhé, là đây là điểm A này, cực dương, thấy chưa? Đấy. Sau đó từ cái điểm A này nó sẽ tẽ ra R1 và R4, được chưa? Đấy, tẽ ra cái này là R1 đi. Còn chỗ này nó tẽ ra là R4 đi. Đấy, được chưa? Sau đó nó đi đến cái điểm D. Sau đó nó đi đến cái điểm D. Đấy, R1 đi đến điểm D. Và R4 thì đi đến cái R5. R4 thì đi đến đến cái R5. Đi đến cái biến trở R5. Được chưa? Sau đó từ cái R5 nó sẽ đi ra đến cái điểm điểm C. Sau đó từ cái điểm D và điểm C này nó có một cái ampe kế. Đấy. Từ một cái ampe kế, sau đó là từ điểm D thì nó đi ra ra cái R2. Còn từ điểm C thì nó đi ra cái R3. Đấy, sau đó hai cái này nó tụ vào cái điểm B. Tụ vào cái điểm này, điểm B. Và từ điểm B này đi ra cái cực âm của nguồn điện thì nó sẽ có thêm cái R0. Được chưa? Đấy, thì khi đó chúng ta nhìn cái hình như này, chúng ta vẽ rất đơn giản. Được chưa? Và chúng ta để ý là bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối, tức là điện trở của ampe kế rất nhỏ rồi thì trong quá trình vẽ chúng ta phải chập hai cái đầu của ampe kế lại vào. Được chưa? Như vậy ta có là A này. Đấy. Chỗ này là điểm cuối, đây là điểm B này. Và chỗ này là cực âm này. Chỗ này là điểm D trùng với điểm điểm C này, thấy chưa? Đấy. Thì từ A đến D ta có là cái R R1. Rồi từ A đến C này là có cái R4 nối tiếp với cái R5 biến trở. Thấy chưa? À, từ D đến B thì ta có cái R2 này. Từ C đến B ta có cái chỗ này là R3. Đấy. Từ B đến cực âm là ta có R0. Được chưa? Đấy. Nhìn vào đây thì ta có thể vẽ lại cái mạch cho nó đẹp. Đây là điểm A. Cực dương này. Đây là R1. Đây là R4. Đây là R5. Đấy chưa? Chỗ này là điểm C trùng với điểm D. Chỗ này là R2. Chỗ này là R3. Đến đây là điểm B và chỗ này là R0 và đến đây là cực cực âm, thấy chưa? Thì nhìn vào đây thì chúng ta hoàn toàn có thể viết được cái sơ đồ thu gọn của nó. Nó sẽ là đầu tiên ta cứ tính nhỏ là R4 nối tiếp với R5 đi. Đấy. Rồi, tất cả song song với R1. Đấy. Cả cái cụm này đấy, sẽ nối tiếp với cái cụm cụm vuông và cái R này, R0 này, được chưa? Sẽ nối tiếp với cả là R2
song song với R, R3 và nối tiếp với R, R0. Được chưa? Như vậy là cái điện trở tương đương của cái đoạn mạch này là sẽ bằng ba cái cộng với nhau. Cái này là cái 1, cái này là cái 2 và cái này là cái 3 đấy. 1 cộng 2 cộng 3 thì ra cái điện trở tương đương. Thế muốn tìm được cái 1 chúng ta phải tìm được R45 trước, sau đó tìm R145. Đấy, 2 cũng thế, chúng ta vận dụng vào cái quy tắc mạch nối tiếp, mạch song song này chúng ta tính điện trở tương đương. Thì đấy là cái bài tập số 8 mà thầy giáo muốn chia sẻ với các bạn. Vừa rồi thì thầy giáo đã chia sẻ với các bạn về cái nội dung đó là vẽ mạch điện tương đương. Thì hy vọng rằng là thông qua một cái video tiếp theo này, tiếp theo của cái video cách đây lâu lâu thầy giáo đã làm rồi, thì các bạn sẽ xem cả hai video và hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu hơn và hiểu thêm về cái cách vẽ mạch điện tương đương. Thì khi chúng ta đã hiểu về cách vẽ mạch điện tương đương thì chúng ta tính điện trở tương đương rất đơn giản, và vẽ được mạch điện tương đương thì chúng ta cũng có thể là xử lý các cái bài tập về điện cũng tương đối là đơn giản. Hay nói khác, nó là một cái bước quan trọng để chúng ta xử lý cái bài tập điện. Đây, những cái 8 cái bài tập này là 8 bài tập thầy giáo trích xuất từ các cái bộ đề cấp huyện, cấp tỉnh. Thì những cái bài tập từ bài tập 1 đến bài 8 thì nó là mỗi một bài thì nó là một cái phần trong một cái bài tập điện. Bài tập điện bao gồm bao giờ nó cũng có, thường là sẽ có 3 phần. Đấy, phần 1, phần 2, phần 3. Thì cái phần 1 là cái phần mà chúng ta vừa mới cùng nhau chia sẻ. Đấy, thì muốn làm được phần 2, phần 3 thì đương nhiên là chúng ta phải làm chính xác phần 1 đã. Được chưa? Thì đến đây thì thầy giáo xin phép được tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.